Fashion Coach đang rất hào hứng để chờ đón tất cả các thành viên cũng như là tất cả các chủ doanh nghiệp đến tham dự BBC 32 lần này. Ở thời điểm này thì tôi đang có hai cảm xúc rất là đặc biệt, một là hào hứng và hai là hồi hộp. Và đặc biệt là luôn luôn có một trong mình một cái cảm giác là làm sao để tạo ra được nhiều cái giá trị nhất. Với cái chủ đề này rất là mong muốn mang lại cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý không chỉ vai trò là của là một cái nhà vận hành mà còn là vai trò của một cái nhà kiến tạo, nhà đạo diễn cho một cái sân chơi cho đội ngũ chiến thắng. Lenin Bootcamp, Lenin Bootcamp, Lenin Bootcamp, Lenin Bootcamp. Nhân Việt Nam, ở người Việt Nam chúng ta nhiều khi chúng ta chưa có nhiều cơ hội để chúng ta được học tập, được làm việc một cách thoải mái, tân tiến trên thế giới. Và tôi đã có một cái khát vọng làm như vậy để giúp cho người doanh nhân vươn ra toàn cầu. Để mà tăng khách hàng tiềm năng thì Tùng sẽ lựa chọn một chiến lược, đó chính là tổ chức một cái sự kiện về IID. Một trong những yếu tố mà giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển bền vững đó chính là nâng cao đội năng lực của đội ngũ. Kết quả quý vừa rồi chúng ta chưa đạt so với cái mục tiêu thì đâu đó là chưa có cái sự đồng bộ trong mục tiêu giữa chủ doanh nghiệp và nhân sự. Chúng ta phải xác định rất là rõ cái kết quả mà chúng ta muốn đạt được trong mỗi chu kỳ kinh doanh của chúng ta. Nhưng đối với Action Coach là chúng ta hướng đến làm sao chủ doanh nghiệp là chúng ta lo cho đội ngũ của mình. Nó liên quan tới vấn đề là gì ạ? Tiền. Không có tiền thì không thể làm được cái gì hết. Hiệu suất làm việc có muốn làm cũng không được. Khi mà chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, một là chúng ta gọi là mua các tài liệu báo cáo, rất là đắt, chúng ta không có đủ điều kiện để làm chuyện đó. Nhưng mà chúng ta có thể là dùng một cái con AI mà nó có thể tin tưởng được. Trong cái quá trình làm việc thì chắc chắn là nó sẽ không tránh được những cái điều sai sót, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là cái thái độ của chúng ta khi mà nhân sự của chúng ta bị sai thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào, và chúng ta làm đam mê, tập trung như thế nào thì sẽ tác động đến đội ngũ chúng ta, chứ không phải do vị trí của chúng ta. Dạ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay. Bao nhiêu anh chị ăn tối rồi thì gõ số 1 lên giúp KK cái ạ. Còn anh chị nào chưa ăn tối thì gõ số 0 lên đi các anh chị. Dạ. Những người mà gõ số 1 là những người họ làm việc có nguyên tắc, có kỷ luật, có kế hoạch. Tại vì họ biết là buổi tối cần phải ăn để chuẩn bị vào workshop. Những người mà gõ số 0 là những người mà làm việc không có kế hoạch, không có nguyên tắc và không có kỷ luật. Tại vì đã biết giờ vô học mà vẫn chưa ăn.
May quá không ai gọi số không các chị, còn những người nào mà chưa gõ là cũng không dám gõ đó các chị, đúng không? Ok, chúng ta sẽ dành từ 5 cho đến 10 phút đầu chúng ta sẽ giao lưu với nhau một tí xíu, và tại vì chúng ta cũng một tuần chúng ta mới gặp lại nhau rồi, thì bây giờ các anh chị sẽ cùng với nhau chia sẻ một tí xíu xem điều thú vị tuần trước của anh chị là gì, và đặc biệt là các anh chị đã áp dụng được cái điều gì từ cái bài học của workshop tuần trước ha, đặc biệt là ưu tiên cho những người anh chị nào đã áp dụng được cái bài học của workshop tuần trước. Các anh chị chủ động giơ tay lên ha, chủ động chúng ta sẽ giơ tay lên và Kaka sẽ mời các anh chị, chúng ta sẽ có 7 phút ở đây để giao lưu với nhau ạ. Còn anh chị nào mà không chủ động thì Kaka sẽ mời thôi ạ. Chúng ta chủ động trước đi ạ. Rồi vừa cái kêu là mời cái một số người tắt màn hình luôn rồi. Rồi đó, chị Khanh Nguyễn cũng vậy, vừa mới thấy mở lên đây cái tắt màn hình luôn. Ok, vậy thì mình sẽ mời những người tắt màn hình. Xin mời một người đến từ Hà Nội. Xin mời chị Messi Trần. Chị là người chia sẻ đầu tiên. Mở mic lên đi ạ. À. And it was cathartic, it was a weight lifted off my shoulders. And Em all of chào that energy các that cô. went lying, hiding and faking, Yeah. I now Cảm ơn các đi. cô đã có nội dung rất là tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Yeah. Dạ. Chào các cô và cảm Không ơn sự. phải. Nội dung là chia sẻ điều thú vị của tuần trước, hoặc nếu chị tham dự workshop tuần trước thì chia sẻ một bài học đã áp dụng được. Em vào mua Chia sẻ điều thú vị của tuần trước thôi ạ. để thú vị tuần trước à? Chứ tuần Dạ. học gì em quên mất rồi. Một tuần vừa rồi không có gì thú vị với mình hả chị? Thì tuần vừa rồi nhiều điều thú vị lắm ạ. À, em phát Chọn hiện ra một điều thôi ạ. À. một điều nó không được tốt về mình lắm nhưng mà lại có thể thức tỉnh mình rất là nhiều ạ. Dạ. Là khi mà mình đi học sau đó mình về mình vì một cái mục tiêu nào đó mình đi học. Thế và về thì thấy rằng là mình không có áp dụng với cái nội dung đó. À, thì Dạ. thấy là hình như là đâu đấy giữa cái điều mà mình muốn và cái điều mà mình làm ấy ạ là nó không có match với nhau và em thấy À. cái điều đấy cũng sẽ dẫn đến cái việc là mình sẽ đi vòng vòng ấy ạ và Dạ. mất rất là nhiều thời gian của bản thân cũng như là nếu trong trường hợp mình là chủ doanh nghiệp mà mình không giải quyết dứt điểm cái điều này ạ thì nhiều khi có thể là đội ngũ cũng dẫn đến là đi vòng vòng như mình luôn ạ. Hay quá. Dạ, chị nghĩ là có bao nhiêu phần trăm mọi người đang giống như mình trong cái zoom này Em cái thôi. này biết đấy để em mới chỉ nhìn nhận ra ở góc nhìn của em thôi ạ. Rồi, hai câu hỏi nữa dành cho chị Messi thôi, là tối ngày hôm nay chị tham dự với lời mời của ai ạ? À? Hay là À, chị cứ thính chương trình chị tự vô thôi ạ? À? chương trình em tự vô thôi ạ. Hay quá, dạ. Tức là nó thành một cái nhịp rồi. Dạ vâng. Vậy chứ chị có cam kết là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia 100% mà không làm việc khác không? Dạ vâng 100% ạ. Đấy, cốt mời cái tự nhiên em mới nghiêm túc hẳn. Rồi, cho nên là chị đừng nghe cái âm thanh khác nữa nha. Nghe tiếng Việt, Dạ. đừng nghe tiếng Anh. Cảm ơn Dạ. chị rất nhiều. Mọi người dành cho chị một tràng hoa tay và thả tim cho chị đi ạ. À. Dạ, cảm ơn các khán giả. Cảm ơn chị Messi. Rồi, xin mời một người đến từ Bình Phước. Xin mời Tracy Thanh Hà. Một người phụ nữ nổi tiếng là tới 4 người con nhưng vẫn sắp xếp được công việc để vào cùng với chúng ta. Xin mời Tracy. Anh làm rớt một đứa của em rồi. À, 5 năm, xin lỗi. Quên mất ông chồng. À không, vậy là anh rớt thêm À, một đứa của em đó vậy là 6, xin lỗi. rồi. Chào cả nhà. Điều thú vị của Tracy trong tuần vừa rồi á là thay vì lúc trước á mình tổ chức cuộc họp và kêu gọi nhân viên họp đầu tuần thì trong tuần vừa rồi thì mình là người được mời họp, các chi nhánh tổ chức cuộc họp và mình chỉ tham dự thôi. Và lần đầu tiên mình cũng tổ chức một cái team building thì không phải là mình đứng ra tổ chức mà là đội ngũ của mình tổ chức và mình chỉ tham gia thôi. Rồi mình áp dụng những cái bộ gen doanh nghiệp và mình chốt được một cái deal trong vòng 2 tiếng và mình Wow. cảm thấy rất là vui vui vì họ họ giao hàng cho mình vì cái những cái giá trị văn hóa của mình á, vì những cái việc mà mình đã làm trước đó. Lần trước là họ có làm việc với mình xong rồi có nghĩa là mình lại làm bên lốp xe thì họ sẽ là một nhà phân phối ở khu vực từ miền Trung đổ vào thì Hà lúc lúc trước Hà có làm cho họ một nhãn hiệu
nhưng mà trong quá trình làm việc thì nó bị gãy, họ không còn là nhà phân phối nữa. Nhưng mà Hà cam kết là, có nghĩa là tôi đã đi với bạn ngay thời điểm ban đầu thì tôi sẽ đi với bạn đến hết con đường luôn, đến khi nào tôi xả hết cái lô này, và tuyệt đối tôi sẽ không lấy của bất kỳ ai cho dù nó có rẻ hơn đi nữa. Và bây giờ cái đây hôm qua thôi, hôm kia chứ, hôm kia là họ đồng ý tiếp tục là để cho mình một cái lô hàng nữa, phải nói là không đồng, mình đầu tư không đồng á. À, mà mình cảm thấy rất là vui. Và bạn đã nói với mình là mình tin tưởng vào những cái gì mà trước đó mình đã thể hiện ra về cái giá trị văn hóa của mình á, và mình cảm thấy rất là vui. Mà mình học nè, mình áp dụng nè, và mình ra được kết quả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Hay quá, câu chuyện của Tracy rất là truyền cảm hứng. Mọi người có thể thả tim ở trên màn hình cho chị Tracy ạ. Một người phụ nữ đến từ gốc là Bù Đăng, Bình Phước, nhưng mà bây giờ được thịnh tiến lên Bình Dương rồi. Nhờ lấy chồng mới được đi lên Bình Dương. Chúng ta sẽ đến với ba người nữa thôi ạ. Một người đã vội kịp chạy từ Vũng Tàu về để kịp tham gia workshop của chúng ta. Xin mời chị đến từ thương hiệu thời trang GC Fashion, chị Hiếu. Ha, đi Vũng Tàu nhưng mà vẫn kịp chạy về trước 10 phút để tham dự vào chương trình. Xin mời chị. Dạ em chào cô, em chào cả nhà. Dạ tuần vừa rồi thú vị của em là em làm được cái sứ mệnh với lại tầm nhìn với lại giá trị văn hóa. Thì sau khi mà làm cái giá trị văn hóa thì áp dụng theo như có Tony dạy thì em thấy rất là hay và chốt được cái giá trị văn hóa, và cảm thấy rất là hài lòng về cái việc mình đã chốt được. Và em văn bản hóa cũng như là truyền thông nội bộ về cái văn hóa của doanh nghiệp, và sẽ tiến hành triển khai theo cái cách mà cốt dạy, bắt đầu từ game để cho các bạn vận dụng. Đó là điều thú vị nhất của em. Em cảm ơn cốt À, Kata, cảm ơn cả nhà. hay quá, mọi người thả tim cho chị Hiếu ạ. Chúng ta có một cánh tay giơ lên, xin mời chị Thùy Trang, Career Coach, và nếu được thì hãy mở màn hình lên ạ. Xin mời chị Thùy Trang. À, chắc là bị giơ nhầm, thay vì thả tim để bấm giơ tay cho nên là không không nói được. Rồi. Vậy thì Kaka sẽ dành để thêm cho hai người nữa xem ai ở đây nào. Ồ, đều tắt màn hình hết rồi. Tắt màn hình thì thôi, không mời, thôi mời người tắt màn hình đi. Xin mời anh Tuấn Nguyễn ạ. Anh Tuấn Nguyễn. Thế nào học thì là dạ em chào cốt, chào tất cả các anh chị ạ. Các anh chị dạ nghe em nói không ạ? dạ nghe rõ nè. Cảm ơn cốt đi được mời và đang rất là chăm chú lắng nghe, bởi vì là tuần trước là tuần không có cơ hội được tham gia, nhưng mà nghe cốt bảo là chia sẻ những điều thú vị của tuần vừa rồi thì xin phép được chia sẻ. Dạ. Tuần vừa rồi thì và là sau một cái chặng đường dài là mình cứ chật vật với việc là quy hoạch lại câu chuyện doanh nghiệp và tài chính cho bản thân người doanh nghiệp ấy. Thì tuần vừa rồi thì cũng đã chính thức quy chuẩn lại được cái dòng tiền tài chính của doanh nghiệp, và đã định hình là cái hướng đi cho doanh nghiệp nó đúng. Cảm ơn vì sau khi năng lượng của mình tỏa ra và mình quy hoạch lại đó thì bây giờ chính thức cả từ tuần này là bắt đầu đi vào guồng rồi ạ. Hay quá, dạ, Và cảm tuyệt ơn vời. cốt cùng với tất cả mọi người được tối nay được tham dự chương trình cuộc sống cùng với cốt và tất cả mọi người ạ. Mọi người thả Cảm tim ơn cho ạ. anh Tuấn ạ. À. Mọi người có để ý thấy là anh Tuấn có một nụ cười rất là đáng mến không cả nhà? Dạ, cái Cảm nụ ơn cốt, cười cảm ơn cộng tất cả thêm mọi cái người. ánh mắt ấy, khi cười á, nhìn rất là đáng mến đúng không ạ? Dạ. Tiếp tục duy trì cái nụ cười của anh để tạo ra nhiều năng lượng hơn nha. Cảm ơn cốt ạ. Dạ, và chúng ta sẽ mời một người cuối cùng. Kaka xin phép được mời cái người đã gọi tên Kaka trên ô chat. Xin mời chị Thủy Phạm, mặc dù không thấy khuôn mặt của chị nhưng mà thấy cái tên của chị. Xin mời chị Thủy Phạm ạ.
Rồi, chị Thúy Phạm đâu rồi? Sao lạ ta, cứ gọi tới ai là người đó bỏ đi hết trơn. Thôi, như vậy em sẽ mời một người, chút nữa sẽ là người diễn giả cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời chị Trúc, một người phụ nữ nhìn rất là nhỏ nhắn. Nói là lúc nào chị cũng gì e ngại, nhưng thực ra cái nội lực vô cùng to lớn. Thì chút nữa buổi phần cuối các anh chị hãy tập trung lắng nghe chị Trúc, các anh chị sẽ nhận được vô vàn bài học, và biết đâu các anh chị sẽ mở ra tương lai cho con em của mình thông qua câu chuyện của chị Trúc, vì Kaka đã đến thăm công ty của chị rồi và vô cùng tuyệt vời. Xin mời chị chia sẻ một cái điều thú vị của tuần vừa rồi ạ. À, cảm ơn Kaka, Kaka giới thiệu làm căng thẳng quá. Đó, chị lại mở đầu bằng cái câu như vậy. À, tuần vừa rồi thì cái mà chị ấn tượng nhất đối với lại team của mình á, đây là lần đầu tiên mà team làm cái KPI cho từng vị trí công việc. Lúc trước khi mà mình nói tới là làm KPI á, thì mình chỉ nghĩ tới là marketing, mình chỉ nghĩ tới sale thôi. Tại vì hai cái bộ phận đó là hai cái mà có số nó rõ ràng nhất. À, bao nhiêu lượt data lead đem về, bao nhiêu khách hàng tới tham quan trường, rồi bao nhiêu khách hàng đăng ký nhập học. Thì cái KPI nó rất là dễ, nhưng mà khi mà đụng tới cái bộ gen mà bên Action Code hướng dẫn á, thì lại có một cái bước là phải xây dựng KPI cho từng vị trí. Thật sự là nó rất là khó khăn luôn. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu hết. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại mình làm cho ba vị trí cao nhất, trong đó là có mình. Hồi đó giờ mình cũng không có làm KPI cho chính mình luôn. Thì bây giờ là mình đã ra được KPI của chính mình và mình cảm thấy rất là công việc nó cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn á. Ví dụ như là mình đang làm là mình đang có một 4 tuần trong một tháng, thì mình biết là tuần thứ nhất là mình sẽ làm những công việc gì là chắc chắn là mình sẽ làm. Tuần thứ hai, tuần thứ ba, và đặc biệt là mình dành trọn 4 ngày trong một tháng đó để làm cái bộ gen công ty trong thời gian sắp tới. Tương tự như vậy thì đối với hai cái vị trí mà kế bên mình, đó là tổng hiệu trưởng cũng như là bạn tổng điều hành, thì mình cũng ngồi lại một buổi ở quán cà phê thì cuối cùng cũng ra được một cái KPI cho ba cái vị trí cao nhất này. Thì cái đó là cái mà mình cảm thấy là rất là ấn tượng và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình làm được một cái việc như thế. Cái đó là chia sẻ của chị ạ. Hay quá, mọi người thả tim cho chị Trúc đi ạ. Và anh chị nào muốn one to one với chị Trúc để ít ra là học hỏi được một phần kinh nghiệm, hoặc là nhận được toàn bộ cái phần kinh nghiệm chị Trúc đã làm được trong cái tuần vừa rồi để giải quyết được cái nỗi lo của mình giống như trước khi chị làm được ạ. Mọi người nếu ai muốn one to one thì gõ số 121 lên trên ô chat đi ạ. Chị Trúc sẽ xem cái người nào nhắn và chị Trúc sẽ dành thời gian cho các anh chị 121 đầy đủ nha. Rồi. Rồi, người nào mà muốn 121 thì ở phần cuối chương trình các anh chị hãy tập trung lắng nghe chị Trúc, các anh chị sẽ nhận được vô vàng cái bài học Kaka tin là như vậy. Ok. Cảm ơn Và các ngày và ngày hôm nay chúng ta nói về cái câu chuyện là sau khi chúng ta xây dựng được bộ gen, được văn hóa của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải triển khai xuống một bước, đó là ra cái luật chơi, và KPI cũng là một trong những chỉ số để đo lường xem là mọi người có tuân thủ cái luật chơi một cách triệt để hay không. Vậy thì trước khi bắt đầu, Kaka muốn nhận diện xem các anh chị đang đến từ phương trời nào ở đất nước Việt Nam này. Các anh chị gõ lên trên ô chat giúp Kaka. Ai ở thành phố Hồ Chí Minh thì gõ chữ Sài Gòn. Ai ở Bình Dương thì gõ bờ giờ, tức là gõ tắt thôi ạ. Rồi Hà Nội nè, Sài Gòn nè, BT là Bình Thạnh hay là Bình Thuận nhỉ? Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, Bình Dương, Sài Gòn, Sài Gòn rất là nhiều các anh chị, Bình Thuận, Bình Thuận. Hôm nay Sài Gòn chiếm số đông. À, Bình Thuận cũng nhiều ha. Tại sao hôm nay lại Bình Thuận nhiều như vậy nhỉ? Hà Nội, Sài Gòn. Cảm ơn các anh chị. Hà Nội, Sài Gòn. Hà Nội, Sài Gòn giống đi tàu SE. Rồi. Và để chào đón cái người mà chia sẻ cho chúng ta là các anh chị có nghĩ là mỗi lần mà mình thiết lập cái luật chơi cho doanh nghiệp á, bản thân mình cũng căng thẳng mà đội ngũ của mình khi nghe luật chơi cũng căng thẳng không anh chị? Yes hay no ạ? Nếu có thì các anh chị gõ chữ Y lên đi ạ. Yes. Nếu có. Đúng rồi. Khi mà mình xây dựng luật chơi cho mình cũng cảm thấy căng thẳng, xong rồi mình đến cái lúc mà mình triển khai cho đội ngũ mình còn căng thẳng gớm nữa đó. Vậy thì ngày hôm nay làm thế nào để chúng ta xây dựng cái luật chơi sau khi đã có văn hóa mà triển khai xuống cho đội ngũ một cách nhẹ nhàng và kích thích được tinh thần đội ngũ tham gia? Thì các anh chị
hãy gõ để coi chị Rita chỉ thích cái số máy máy nhỉ. Rita thì hay nói với tôi là chị thích kim cương với tiền, kim cương với tiền là số lộc là số 6. Các chị gõ số thật nhiều số 6 luôn ô chat để chào đón coach Rita sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề làm thế nào để triển khai luật chơi mà một cách mà kích thích cho đội ngũ mình tham gia. Gõ thật nhiều số 6 đấy các chị. Dạ, chị thích tiền mà tôi tin là các chị cũng thích vàng. Rồi xin mời coach Rita. Yeah, xin cảm ơn có Kaka đã vẫn luôn nhớ mình thích hột xoàn kim cương và hy vọng rằng có một dịp nào đó có Kaka cũng có thể tặng cho mình một viên hột xoàn. Các anh chị có đồng ý điều đó không ạ? Nếu chị đồng ý thì hãy đánh vào ô chat số 8 đi ạ. Để ủng hộ tinh thần cho Kaka có thể mạnh dạn tặng cho Rita một viên kim cương ạ. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ làm sao để chúng ta ra một cái luật chơi mà kích thích cho đội ngũ của mình, kích thích cho những người chơi và tăng được cái hiệu suất làm việc. Và khi chúng ta ra được những cái game chơi và chúng ta ra được cái cách chơi, cái luật chơi và mọi người sẽ háo hức chơi cùng với lại cái game mà mình thiết lập, thì trong các chuỗi workshop của chương trình của chúng ta thì các anh chị cũng đã nghe rất là nhiều cái work, những cái chủ đề cũng rất là hay từ các coach, và các anh chị muốn nghe lại thì các anh chị sau cái chương trình này các anh chị Rita sẽ gửi một cái cái landing page là tất cả những cái workshop cũ mà những cái workshop và các kỳ trước đã chia sẻ để cho các anh chị lắng nghe lại, biết đâu thì các anh chị sẽ nhận được những cái giá trị từ cái chương trình của mình. Bởi vì mỗi một tuần mà chương trình để chạy như vậy thì cũng cần có sự phối hợp rất là nhịp nhàng và công sức của đội ngũ, và hy vọng rằng với những cái giá trị của chương trình sẽ đem lại nhiều 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 hơn nữa cái giá trị cho tất cả các anh chị dành thời gian tham gia cùng với lại chương trình workshop. Và ngay bây giờ Rita xin chia sẻ trong vòng khoảng 45 phút về nội dung của chương trình để đảm bảo cũng có thêm thời gian dành cho hai diễn giả trong buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ cái bộ gen để đến cho tất cả các anh chị. Và chương trình của chúng ta là làm sao để mà chúng ta tạo ra một cái luật chơi mà nó phải sáng tạo, và luật chơi đó phải kích thích được cái hiệu suất làm việc cho những cái đội ngũ mà tham gia cái chương trình chơi của mình trong doanh nghiệp của mình. Thì nội dung của Rita là chia sẻ gồm 3 phần. Một là chúng ta sẽ muốn chơi đúng thì chúng ta phải có cái tư duy đúng để làm sao chúng ta sẽ là những người chơi chiến thắng. Và cái thứ hai là như vậy thì cái luật chơi cách thiết lập như thế nào? Như vậy thì có 5 điều mà khi mà Rita ngồi nghiệm lại mà mình làm những cái game chơi hoặc là những cái cách chơi cho các doanh nghiệp mà mình coaching đó, thì mình thấy có cái 5 điều mà cũng rất là đơn giản thôi. Và ngày hôm nay Rita sẽ chia sẻ lại cho các anh chị cái cách làm để cho các anh chị là chủ doanh nghiệp hay các anh chị là các quản lý, khi chúng ta cùng thiết lập một cái game gì đó ra và chúng ta biết cái cách điều phối dẫn dắt đội ngũ của mình tham gia vào cái cuộc chơi của mình. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ thực thi và thiết kế một cái sân chơi bằng cái văn hóa doanh nghiệp với 6 bước, từng bước sẽ làm như thế nào. Thì đó chính là nội dung cho buổi tối ngày hôm nay với cái chủ đề và Rita sẽ chia sẻ đến các anh chị. Hy vọng là các anh chị cũng sẽ khích thích để cùng tham gia chơi với Rita. Các anh chị có đồng ý không ạ? Bao nhiêu các anh chị sẽ cùng nhau khích thích trong buổi tối ngày hôm nay thì hãy đánh vào ô chat chữ chơi đi ạ. Chơi. Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau, các anh chị đồng ý không ạ? Đánh chữ chơi đi ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Mình phải chơi ha. Làm giống như chơi, chơi cũng như làm. Làm hết sức và chơi hết mình. Ok. Như vậy thì các anh chị khi mà luật chơi chúng ta đưa ra thì nó cũng giống như cái văn hóa mà chúng ta được thực thi, thì ở đây Rita tạm dùng là luật chơi là bằng văn hóa, và triển khai được luật chơi thì có nghĩa là văn hóa chúng ta được thực thi. Các anh chị đồng ý điều này không ạ? Làm sao chúng ta đưa ra cái luật chơi mà nó sẽ gắn liền với cái văn hóa của chúng ta thực thi. Như vậy thì để mà luật chơi nó gắn liền với văn hóa thì chúng ta cần phải gọi tên được cái văn hóa của mình. Và trong cái chuỗi cái workshop của chúng ta có các khách hàng chia sẻ về cái bộ gen, thì đó cũng chính là cái giá trị văn hóa của doanh nghiệp. Thì từ những cái giá trị văn hóa đó mình sẽ biến thành những cái game chơi đưa thông qua những cái luật chơi đó như thế nào. Thì như vậy thì cái luật chơi của chúng ta sẽ được triển khai và văn hóa của chúng ta sẽ được thực thi. Cho Rita hỏi hiện nay các anh chị đang khó khăn khi mà thiết lập luật chơi trong doanh nghiệp của mình là gì? Các anh chị có thể đánh vào ô chat không ạ? Khi các anh chị thiết lập một cái luật chơi, các anh chị đang gặp khó khăn là gì? Các anh chị đánh vào ô chat đi ạ.
mọi người không đồng nhất. Dạ rồi gì nữa à? Các anh chị đánh vào ô chat đi, mình ngồi nghĩ lại xem coi mỗi lần mình đưa ra luật chơi hay là game, đưa ra một cái game gì đó hoặc là một cái cuộc thi gì đó thì chúng ta đang gặp khó khăn gì trong cái doanh nghiệp của mình. Dạ, chưa chơi đã sợ thua, không duy trì được thường xuyên, dạ. Chưa gọi tên được điều mình muốn, dạ. Gì nữa không ạ? À? À, leader không follow cái đó mới là mệt đó ha. À luật chơi đưa ra quá khó, dạ. Yeah. Đội ngũ khó thực thi, đúng rồi, không có người lead, dạ. Yeah. Ok, như vậy thì khi mà thống kê thì Rita có 5 cái thống kê những cái khó khăn mà khi mà thiết lập luật chơi. Đầu tiên là sự đa dạng về lợi ích và quan điểm, có nghĩa là trong một cái luật chơi, trong một cái game chơi, mọi người sẽ đưa ra rất là nhiều cái quan điểm của mình, đúng sai như thế này, là cần thiết phải làm cái kia, phải như thế này, phải có lợi cái nọ và không được cái kia, và đưa ra rất là nhiều. Và khi mà đưa ra nhiều như vậy thì với một cái năng lực của một người leader không khả năng tổng hợp và điều phối và làm sao để hợp nhất cái sự nhất quán của cái lợi ích chung và cái quan điểm chung để mà chúng ta cùng tham gia cái luật chơi. Và cái thứ hai là cái sự khác cự, sự thay đổi. Khi chúng ta đưa ra một cái game chơi nhằm mục tiêu là gắn kết, nhằm mục tiêu để thay đổi, nhằm mục tiêu để tạo một cái sân chơi mới, nhưng có những người, những thành viên, những thành tố trong cái doanh nghiệp của mình, họ có một cái năng lượng rất là tiêu cực, rất là chống đối và họ kháng cự cái sự thay đổi này. Và khi những người mà theo thống kê các anh chị, trong một doanh nghiệp thì thông thường là 30% tích cực, 40% sao cũng được và 30% là tiêu cực. Mà 30% mà chưa hết 30% tiêu cực, chỉ cần 10% trong cái nhóm người đó mà tiêu cực nhảy lên là làm cho chúng ta cũng mệt mỏi và chúng ta cũng muốn dễ dàng bỏ cuộc khi mà chúng ta tuyên bố một cái luật chơi, một cái game chơi gì đó. Rồi, cái thứ ba là truyền đạt không đồng nhất để hiểu. Các anh chị có bị cái trường hợp là truyền mà không thông không ạ? À? Nếu có thì các anh chị thì đánh vào ô chat đi, truyền mà không thông. À, bởi vì sao ạ? À? Bởi vì khi chúng ta đưa ra cái luật chơi, đưa ra cái game chơi, chúng ta truyền thông mà mọi người không hiểu luật, mọi người cũng không nhất quán được cái luật chơi, mọi người cũng không hiểu hết và chúng ta cũng không xác định được những cái truyền thông đó nó có thực đồng nhất với nhau hay không. Thì đó cũng chính là một trong những cái khó khăn của cái việc thiết lập luật chơi. Rồi, cái thứ tư là thực thi và giám sát. Mới đầu rất là hùng hổ tham gia, nhưng mà nửa đường rồi rụng bớt và cuối cùng là không tổng kết và cũng không biết đi về đâu luôn, bởi vì chúng ta không đo lường cái khả năng thực thi hiện trạng của đội ngũ của mình để chúng ta kịp thời thay đổi liên tục và chúng ta giám sát xem coi ai đang chưa tham gia được vì sao và chúng ta sẽ hỗ trợ kịp thời. Và cái thứ năm là đo lường những cái phản hồi nào mình cảm thấy đúng mình sẽ kịp thời thay đổi và điều chỉnh, phản hồi nào sai thì chúng ta sẽ mượn người nào đó tích cực để chia sẻ ra trong cái phần mà game cho từng cái trận thắng của mình để đảm bảo truyền cái năng lượng và lan tỏa và kéo những người mà đang kháng cự không theo cái chương trình của mình, không theo cái game của mình để họ tiếp tục follow mình, thì chúng ta thiếu cái bước này. Và đây là tổng hợp của 5 cái khó khăn khi chúng ta thiết lập luật chơi. Thì như vậy thì để vượt qua được 5 cái khó khăn này thì chúng ta cần phải tạo ra một cái môi trường đối thoại phải thẳng thắn với nhau và lắng nghe nhau. Khi chúng ta tạo ra một cái game chơi, tạo ra một cái sân chơi thì các anh chị phải luôn luôn thường xuyên phải lắng nghe những cái đối thoại, lắng nghe những cái phản hồi để chúng ta kịp thời điều chỉnh, kịp thời truyền thông, kịp thời cung cấp những thông tin cho những người nào đang phản kháng, đang chống cự, đang không follow cùng với chương trình của mình. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải truyền thông và đào tạo theo VIK. Tại sao dùng từ VIK? VIK có nghĩa là gì? Là visual, là viết những cái công văn ra, viết bằng những cái chữ ra. A là quay những cái video để truyền thông nói ra. K là phải có những cái dẫn dắt, những cái ví dụ. Và chúng ta phải truyền và phải đào tạo liên tục theo VIK để đảm bảo rằng tất cả mọi người phải đồng nhất, phải hiểu được cái luật chơi, cái game chơi để mọi người cùng tham gia. Cái thứ ba là thực hiện từng cái mức độ dễ đến khó. Thông thường khi chúng ta đưa ra cái game mà chúng ta đưa ra một cách khó quá thì chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ khó tham gia vào cái game của mình. Và chúng ta phải đưa ra từng cái mức độ từ dễ đến khó và giám sát và đánh giá liên tục.
chúng ta phải có một cái bảng điểm để đo lường, để mà đánh giá liên tục, để làm sao để mà mọi người thấy được cái kết quả, để mọi người có thể là chạy đua cái kết quả đó. Giống như các anh chị đi xem đá banh là còn bao nhiêu phút nữa trận đấu, tỷ số là bao nhiêu, và mọi người nhìn theo cái thời gian, cái thông tin, những cái số liệu đó để mọi người phấn khích, để đáp ứng và bám sát được những cái khung thời gian cũng như là những cái chỉ số mà đảm bảo rằng chúng ta chạy về đích cho nó kịp thời, thì chúng ta phải thường xuyên phải có được những cái bảng điểm đo lường như vậy. Và cái thứ năm là chúng ta cần phải triển khai một cách đơn giản, triển khai cái cách triển khai các bước làm một cách đơn giản, và chúng ta có xác nhận lại để đảm bảo rằng mọi người hiểu. Và các anh chị cần phải xác định là cái game chúng ta đang đưa ra chơi, cái luật chơi, đối tượng đang tham gia là gồm những ai, cái mức độ, cái trình độ, cái năng lực của họ như thế nào, để chúng ta đưa ra được những cái luật chơi, những cái game chơi cho nó phù hợp. Thì đó chính là năm cách để chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn này. Rồi, như vậy thì để thực hiện và chúng ta đưa ra một cái game chơi, những cái luật chơi để mọi người tham gia, thì đầu tiên các anh chị cần phải đảm bảo rằng là mọi người phải có một cái tư duy đúng, thì lúc đó mới có hành động đúng. Thì các anh chị có đồng ý với Rita điều này không ạ? Nếu đồng ý thì các anh chị đến vào số 1 đi ạ. Tư duy đúng thì chúng ta mới có hành động đúng được. Nếu mà mọi người không đồng nhất được tư duy thì chắc chắn rằng mọi người sẽ hành động không đúng, và cái nhóm mà người mà kháng cự mình thì càng ngày càng nhiều hơn. Dạ. Ok. Như vậy thì tư duy đúng thì gồm có như thế nào? Thứ nhất là tư duy của những người chiến thắng. Chúng ta đưa ra một cái luật chơi để đảm bảo rằng mọi người sẽ cùng nhau chiến thắng. Thì như vậy thì chúng ta phải truyền thông một cái tư duy phải tích cực, khi tham gia chơi phải tích cực, phải lạc quan, là đảm bảo rằng là cái luật chơi đó, một cái game chơi đó, mình phải tin rằng là mình sẽ là người chiến thắng. Và khi mà gặp những cái khó khăn thì chúng ta sẽ tập trung vào cái giải pháp, thay vì cứ tranh luận với nhau những cái vấn đề, những cái điều mà chúng ta không làm được. Rồi, thứ hai là tư duy đích đến. Khi mà chơi thì đảm bảo rằng mọi người phải hình dung được là mục tiêu chúng ta chơi là gì, cái kế hoạch mà chúng ta để hành động cho cái việc chơi đó như thế nào. Thay vì đôi khi có nhiều người, các anh chị chơi là nhà vô chơi, không hiểu luật, không hiểu tại sao phải tham gia cái luật chơi này, tại sao phải tham gia cái game chơi kia, và cứ nhào vô chơi thôi, thì cuối cùng bị hoang mang, bị lan man nửa đường và bỏ cuộc. Và luôn luôn phải thực sự hiểu rõ là why, là tại sao tôi phải tham gia cái game này, và chơi cái game này thì tôi được cái gì. Và như vậy thì lập ra một cái kế hoạch hành động một cách đơn giản, dễ dàng, và follow theo cái game để đảm bảo rằng chúng ta sẽ về đích được, chứ tránh trường hợp là bỏ cuộc nửa đường. Và cái thứ ba đó là tư duy tự tin. Bởi vì người chơi là cái phần lớn để cho chiến thắng, đó chính là niềm tin. Các anh chị có đồng ý với Rita, khi mình chơi gì mình có niềm tin thắng là mình sẽ thắng, còn mình cứ sợ mình thua là sẽ thua không à? Nó sẽ làm ảnh hưởng với cái tinh thần và cái sự quyết đoán và cái sự máu lửa của mình khi mình chơi. Thì như vậy thì chúng ta cần phải làm sao chúng ta phải luyện được một cái tư duy tự tin vào bản thân của mình. Mình đã hiểu rõ luật, biết cách chơi và biết phương pháp chơi, thì như vậy chúng ta sẽ tự tin là những người chiến thắng. Và cái thứ tư là tư duy hợp tác. Tại vì khi mà cái game chơi không phải là mình chơi một mình phải chơi cùng với một cái đội ngũ, chơi cùng với lại những người tham gia cái cuộc chơi của mình, tham gia những người tổ chức, thì chúng ta phải có tư duy hợp tác. Chúng ta phải biết cách xây dựng mối quan hệ với những người tham gia, những người cùng nhau xây dựng cái game đó, và làm việc nhóm. Có nhiều người sẽ làm việc với một mình rất là tốt, nhưng mà khi mà làm việc nhóm không được thì chúng ta phải có một cái tư duy hợp tác. Và để mà xây dựng được cái tư duy hợp tác này thì mọi người cần phải hiểu được một cái công thức, là đó chính là biết ứng dụng triệt để và ứng dụng hiệu quả cái công cụ là DISC. Các anh chị đã nghe rất là nhiều về cái công cụ DISC rồi, mà để mà hợp tác được, để có được những mối quan hệ tốt, để làm việc nhóm hiệu quả, và chúng ta tránh được những cái xung đột trong cái việc mà chúng ta làm việc teamwork với nhau, thì chúng ta cần phải ứng dụng được DISC. Còn DISC như thế nào để hiểu sâu hơn thì Action Code cũng sẽ có được những cái buổi để đào tạo chuyên sâu cái phần này cho các anh chị. Rồi, tư duy sáng tạo. Chắc chắn rằng khi mà chúng ta chơi thì chúng ta phải luôn luôn dám thử nghiệm và suy nghĩ đổi mới sáng tạo, để làm sao để chúng ta là những người chinh phục những cái
cái game mà chúng ta chiến thắng, thì đó chính là đầu tiên các anh chị cần phải hướng dẫn cho đội ngũ của chúng ta phải có năm cái tư duy này để giúp cho mọi người sẵn sàng là những người chiến thắng. Bởi vì khi mà chúng ta thông thường á, chúng ta nhào vào, chúng ta nói ok luật chơi là vậy, game là vậy, mọi người chơi đi, thì mọi người sẽ có rất là nhiều cái tư duy khác nhau, không đồng bộ được tư duy, thì khi đó sẽ xảy ra những cái xung đột, những cái hành vi nó không đáng để có. Thì khi chúng ta đào tạo được những cái tư duy này thì đảm bảo rằng cái đội nhóm mà chúng ta cùng nhau chơi họ sẽ đồng nhất được cái tư duy. Dạ. Rồi, như vậy thì cái đây là những cái tư duy mình gọi tên để mà cho mình sẽ hiểu được đó là những tư duy gì. Thì đến với Action Coach các anh chị, thì các anh chị đã nghe rất là nhiều về điểm năng lượng, rồi làm bỏ đi cái tôi của mình, làm sao phải tham gia 100% và vui vẻ. Và chắc chắn rằng tất cả các anh chị mà đã tham gia nhiều cái chương trình của Action Coach là các anh chị đã được huấn luyện và được đào tạo rất là nhiều về những cái tư duy này. Và Rita ngày hôm nay không nhắc lại cái định nghĩa của từng cái slide này là gì, nhưng Rita khuyến nghị các anh chị là chủ doanh nghiệp thì trước khi vào một cái game thì các anh chị cần phải bắt đầu đào tạo, chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người cái định nghĩa điểm năng lượng là gì. Khi chúng ta chơi để chúng ta trở thành những người chiến thắng thì chúng ta không phải là đổ lỗi hay gào chữa hay phủ nhận, mà chúng ta phải là những người chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình như thế nào. Chúng ta có phải có trách nhiệm để đạt được cái kết quả và làm chủ cái cuộc chơi ra làm sao để chúng ta trở thành người chiến thắng, thì từ đó điểm năng lượng của chúng ta mới cao. Và khi mà có năng lượng thì chúng ta mới có tăng được cái niềm tin và chúng ta sẽ thắng được cái đối thủ ra làm sao. Thì đây là những cái định nghĩa, đây là những cái cách mà các anh chị cần phải hướng dẫn trước khi mà chúng ta bắt đầu ra một cái luật. Bởi vì khi mà chúng ta không hướng dẫn về cái tư duy cho đội ngũ của chúng ta thì họ cũng không hiểu là như thế nào là điểm năng lượng, như thế nào là phải có trách nhiệm, như thế nào là phải là điểm năng lượng xanh, mà họ đỏ mà họ cũng không biết đỏ. Rồi sau đó bỏ đi cái tôi của mình, khi chơi là phải bỏ đi cái tôi của mình và luôn luôn phải xem coi là game này có gì thú vị không, nếu mà mình thắng thì mình sẽ làm gì và cùng nhau phối hợp ra làm sao, chơi với một cái tâm thế như vậy và mọi người tham gia 100%, và khi đã bắt đầu chấp nhận tham gia là phải về đích chứ không bỏ cuộc nửa đường là như thế nào. Bởi vì khi bỏ cuộc nửa đường như vậy thì sẽ làm gì, ảnh hưởng như thế nào, thì mình sẽ định nghĩa rất rõ từng cái slide này của Action Coach. Và sau đó chúng ta sẽ nói là ok, chúng ta phải vui vẻ trong mọi trạng thái, nếu thua thì không quạo, thắng thì không kêu, và chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng với nhau cho những cái chiến thắng, và thua thì chúng ta sẽ học bài học gì để lần sau chúng ta có được những cái chiến thắng. Thì đây là bốn cái slide Rita khuyến nghị các anh chị đã tham gia Action Coach rồi thì các anh chị nên tận dụng những cái slide này trong cái việc mà chúng ta bắt đầu đưa ra một cái game chơi, hoặc là chúng ta đào tạo tư duy dần dần cho các đội ngũ của chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta sẽ thống nhất được cái quan điểm chúng ta khi chơi thua thì chúng ta không đổ lỗi cho bên đối phương như thế này, bào chữa cho chúng ta như thế nọ và phủ nhận cái sự thành công của người ta, và chúng ta phải tìm cái cách thắng như thế nào, điểm năng lượng ra làm sao. Thì những cái cách như vậy thì sẽ đồng nhất được cái tư duy, và khi đồng nhất được tư duy thì các anh chị bắt đầu đưa ra cái luật chơi cùng với mọi người thì mọi người sẽ rất là háo hức. Nếu không mà mình nhào vào ngay lập tức cho cái việc mà chơi đi, chơi như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, thì mọi người sẽ có những cái tư duy khác nhau và có cái sự kháng cự ngay tại cái thời điểm này. Đó chính là cái cách mà đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu khi vào thiết lập luật chơi, thì chúng ta phải định vị lại, phải đào tạo lại, phải đồng nhất lại cái tư duy cùng với nhau. Và sau đó các anh chị sẽ liên tục khi triển khai tới từng bước thì các anh chị sẽ liên tục sẽ hỏi rằng bài học các anh chị nhận được là gì, bài học các bạn nhận được là gì, để mà thắng thì bài học của chúng ta là gì. Các anh chị sẽ luôn luôn phải đặt cái câu hỏi là bài học là gì, bài học là gì. Và với Action Coach thì hay dùng từ là BFO. BFO của bạn là gì? Tới thời điểm này để thắng được BFO mình là gì, để thắng hơn nữa thì sẽ như thế nào, tại sao chúng ta thua, bài học của chúng ta là gì, BFO của chúng ta là gì. Thì khi chúng ta liên tục chia sẻ những cái bài học như vậy thì nhắc nhớ chúng ta làm sao để chúng ta phải về đích, làm sao để chúng ta tuân thủ những luật chơi, làm sao để chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Và quan trọng nhất vẫn là chúng ta chơi thì chúng ta phải vui, chơi phải vui, nhưng
để vui được thì chúng ta cần phải biết cách giao tiếp cởi mở và chân thành với nhau. Và giao tiếp cởi mở chân thành này để giúp cho tất cả mọi người để cùng nhau chia sẻ được, cùng nhau phối hợp được, cùng nhau kéo nhau được trong cái game chơi của nhau. Ok, hơi nhanh hả anh chị? Dạ. Như vậy thì bước đầu tiên để bắt đầu mà thiết lập một cái luật chơi thì các anh chị đầu tiên cần phải là gì ạ? Phải đồng nhất tư duy. Các anh chị hãy đánh vào ô chat đi ạ. Đồng nhất tư duy. Đồng nhất tư duy. Dạ. Dạ, phải đồng nhất tư duy ạ. Ok. Dạ, phải đồng nhất tư duy ha các anh chị. Bởi vì khi chúng ta không đồng nhất được tư duy thì nó sẽ rất là khó để tham gia một cái luật chơi của chúng ta. Rồi, như vậy đồng nhất tư duy thì các anh chị lưu ý, đồng nhất tư duy thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có bốn cái slide gọi là đặc sản của Asuco, và các anh chị hãy tận dụng bốn cái slide này để mà chúng ta đồng nhất tư duy với đại đội ngũ của chúng ta khi bắt đầu chúng ta sẽ đưa ra một cái game chơi cùng với nhau. Các anh chị đồng ý không ạ? Các anh chị nhấn vào ô chat số 4 đi ạ, để các anh chị nhớ bốn cái slide ạ. 4. Đồng nhất tư duy bằng 4 slide ạ. Dạ. Và hy vọng sau ngày hôm nay các anh chị có thể tận dụng được những cái slide về tư duy của Action Code để mà đồng nhất tư duy cho đội ngũ của mình, để chúng ta sẽ dễ dàng khi đưa ra bất cứ một cái game gì mọi người đã đồng nhất tư duy rồi thì mọi người sẽ nhào vô chơi một cách nhanh hơn, mà chúng ta không phải quá khó khăn mệt mỏi để mà phá băng, để mà thuyết phục tất cả mọi người nữa. Ok, rồi tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị. Và 5 điều đơn giản để mà chúng ta có thể thiết lập một cái luật chơi để giúp cho mọi người hứng thú. Thì khi mà đồng nhất tư duy rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xác định mục tiêu rõ ràng. Bởi vì nếu chúng ta không đưa ra cái mục tiêu của cái game chơi này là gì, tại sao phải chơi, chơi để được cái điều gì, thì lúc đó mọi người ban đầu cũng sẽ chơi theo một cái kiểu ok ở chơi thôi, nhưng họ sẽ không, hoặc khi họ chán, họ nản, họ bỏ cuộc và họ không hiểu lý do tại sao họ phải tham gia chơi, mục đích chơi để làm gì, đem lại những lợi ích gì, thì họ sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Thì khi các anh chị bắt đầu đưa ra được cái game chơi thì các anh chị cần phải xác định rất rõ mục tiêu chơi cái game này là gì, tại sao phải chơi, tại sao phải chơi, khi chơi cái game này giúp ích cho mọi người là cái gì. Ví dụ giống như các anh chị khi tham gia đến Action Cup, trước đây mình làm gì cũng trễ, mình đi đâu cũng trễ. Nhưng khi mà tham gia các khóa học của Action Code thì mọi người rất là tuân thủ về cái thời gian để mà tham gia học. Bởi vì khi mà trễ, không chỉ mình đưa ra một cái luật chơi là đến trễ giờ học thì không chỉ là mình đóng phạt mà cả bàn của chúng ta đều bị đóng phạt luôn. Thì đó là một cái luật chơi mà tại sao mình lại đưa ra cái luật này, bởi vì mục tiêu đầu tiên là thực hiện cái giá trị văn hóa của Action Code là cam kết về thời gian. Nên chúng ta, một trong những cái khó nhất của người chủ doanh nghiệp đó chính là thời gian, là cam kết về thời gian. Nên khi mà qua cái game đó, qua cái luật chơi đó, và các chủ doanh nghiệp khi mà học các khóa học của Action Code thì họ đã bắt đầu luyện có một cái thói quen là đúng giờ, có một cái thói quen đi học đúng giờ, có một cái thói quen tham gia các cuộc họp đúng giờ, có một cái thói quen là triển khai các hoạt động đúng giờ. Thì đó chính là cách mà chúng tôi hướng đến mục tiêu, là khi đưa ra cái luật mà mọi người đi trễ đóng tiền là để giúp cho mọi người để thực hiện được cái giá trị cam kết, để tạo được cái uy tín cho bản thân của mình, thay đổi được thói quen mà chúng ta hay đi trễ. Đó là xác định mục tiêu. Rồi, thứ hai là các anh chị nhớ cái từ là thách thức. Thách thức ở đây là gì? Thách thức mọi người là làm sao để chơi được. Bởi vì có nhiều người nói trời ơi tôi không thể nào mà đi đúng giờ được, bởi vì ABCD, AEF gì đủ thứ hết. Và mình thách thức họ, nếu bạn làm được thì bạn nghĩ là bạn sẽ đạt được điều gì, bạn sẽ cảm nhận như thế nào. Có nhiều người họ sẽ thách thức là không bao giờ mà tôi sẽ dậy sớm được đâu. Trước đây đi tao cũng vậy các anh chị, không bao giờ mình nghĩ thức được 5 giờ, 5 giờ rưỡi, lúc nào cũng 6 giờ đi làm, lúc nào cũng sát sát giờ. Nhưng mà mình nói ok, thách thức thử xem coi, nếu mình dậy sớm thì con người mình đó,
đã thay đổi được điều gì và nó sẽ giúp cho mình cảm nhận như thế nào. Và khi mình thách thức là nếu mà dạy trễ thì mình sẽ đóng một cái số tiền rất là lớn, 500 ngàn một triệu, thì sẽ làm cho mình cảm thấy hoảng sợ. Nhưng cái số tiền đó trong khả năng mình có thể đóng được thì mình sẽ thách thức bản thân của mình và đưa cái số tiền đó ra. Thì như vậy sẽ làm cho mình phải bám sát được mục tiêu hơn, làm cho mình phải quyết tâm hơn. Thì đó chính là đặt ra cái thách thức. Nhưng để cái game chơi, để cái luật chơi, khi mà chúng ta thách thức và mọi người là người đồng tình, đồng thuận và cam kết để thực hiện những cái thách thức, những cái mục tiêu, những cái luật chơi đó, thì các anh chị cần phải có cái bước là thảo luận. Thảo luận ha các anh chị. Nếu mà chúng ta không thảo luận và chúng ta đưa nó luôn ok bắt buộc phải như thế này, phải như thế kia, thì họ nói rằng ủa cái này đó chính là cái quy định rồi, luật thôi, chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi, bất quá thì nghỉ, bất quá thì không tham gia nữa, bất quá thì như thế này như thế kia, thì làm cho họ rất là chán nản. Và các anh chị sẽ dẫn dắt họ, ok mọi người đã đồng ý là sẽ tham gia 100% đúng không ạ? Mọi người sẽ đồng ý là tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng chơi điểm năng lượng. Như vậy thì để đảm bảo được là cả công ty chúng ta sẽ đi làm đúng 8 giờ và không ai đi làm trễ, thì chúng ta hãy thảo luận xem coi luật chơi của chúng ta là gì. Luật chơi của chúng ta là gì? Thì các anh chị sẽ tạo ra một cái môi trường để cho mọi người thảo luận. Ok, luật chơi là thứ nhất là tôi sẽ nếu mà đi trễ thì tôi sẽ đóng 50 ngàn, hay tôi đi trễ tôi đóng 100 ngàn. Rồi ok, nếu mà cả đội ngũ nếu mà bạn nằm trong một cái team đó mà team đó có một người đi trễ thì mình sẽ làm gì? Thì lúc đó mọi người sẽ nói là ok, nếu mà chúng ta cùng nhau teamwork thì chúng ta cùng nhau để mà hỗ trợ với nhau. Thì có thứ nhất là chúng ta sẽ kêu gọi nhau, kêu gọi theo cái cách là đệ nhị thân, người này gọi cho người kia gọi cho người nọ, để mà phối hợp với nhau để đảm bảo rằng team của chúng ta sẽ không có ai là đi trễ. Thì đó cũng là cái cách để thảo luận. Và các anh chị nên cho mọi người thảo luận và mọi người đồng nhất, đồng lòng đưa ra cái luật chơi, thì như vậy thì luật chơi của chúng ta sẽ bền vững hơn. Chúng ta sẽ tạo, mới là chúng ta đào tạo về cái mindset rất là vui rồi, và bắt đầu đưa ra mục tiêu, để làm mục tiêu đó thì chúng ta cần làm gì và cần làm đó thì luật của chúng ta nó sẽ như thế nào. Thì các anh chị là người điều phối, các anh chị chỉ đặt câu hỏi và đội ngũ sẽ đưa ra rất là nhiều cái cách để mà đảm bảo được là tất cả mọi người sẽ cùng nhau đồng nhất với cái luật chơi đó. Và chúng ta phải có cái bước là thảo luận. Rồi sau đó bước thứ ba là chúng ta sẽ có những cái chính sách khen thưởng và công nhận. Chúng ta phải tổng hợp lại là theo từng chặng, là chúng ta đo lường, là đánh giá, là khen thưởng. Khen thưởng nếu mà trong một tuần liên tiếp và không có trong một tuần liên tiếp không có bất kỳ ai đi trễ thì công ty sẽ thưởng là cái gì cho nguyên một team luôn, cho nguyên cả công ty. Còn nếu mà có một người đi trễ thì cái team nó sẽ đóng tiền như thế nào? Và chúng ta sẽ luôn luôn khen thưởng, ghi nhận từng chặng một để đảm bảo cái sự kích thích liên tục cùng với nhau. Và bước thứ tư là chúng ta phải thiết kế được một cái bảng đánh giá và đo lường theo dõi liên tục. Các anh chị phải có một cái bảng đó, một cái bảng rất là đơn giản thôi, mà làm sao để mọi người nhìn vào cái bảng đó cập nhật liên tục, để mọi người háo hức cho cái con số mà chúng ta đang đạt được đó. Và cái thứ năm là chúng ta phải kích thích được tinh thần đồng đội. Khi mà chơi một cái game trong một cái đội ngũ thì các anh chị đừng để cho chiến thắng từng người, và làm sao phải chiến thắng của một đội ngũ. Trước đây Rita có một cái khách hàng, khi mà bắt đầu chạy số về doanh số, các anh chị là mỗi một nhân viên sale là sẽ có số của họ phải đạt được, rồi sau đó là cả team. Và chúng tôi thiết lập một cái bảng gọi là giờ vàng, là cứ 3 giờ chốt số là lúc 5 giờ chiều, chốt số doanh số là 5 giờ chiều mỗi ngày, và có giờ vàng là giờ 3 giờ. Khi mà 3 giờ bắt đầu là xem coi ai đã chạy số đủ rồi, và những người còn lại trong team mà chưa chạy số đủ thì những người đã chạy số đủ bắt đầu nhìn lại hỗ trợ cho team để làm sao để chạy số đủ. Thì đó chính là cái cách mà để mà tinh thần đồng đội cùng với nhau thì khi mà như vậy thì cái doanh số của cái tháng đó nó tăng kinh khủng luôn. Cái doanh số của tháng nó tăng kinh khủng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì công ty đưa ra một cái chính sách là một tuần mà team nào mà đạt mục tiêu KPI của cả team và 100% đội ngũ trong team đó đều đạt số thì sẽ được thưởng nóng là 5 triệu đồng.
Được, thưởng nóng một tuần đó nha các anh chị, 5 triệu đồng. Thì như vậy là coi như là mọi người chạy, lo chạy số của mình trước 3 giờ chiều, sau đó 3 giờ chiều giờ vàng mở cái bảng điểm ra, ai còn đang thiếu số thiếu nhiều thì bắt đầu nhạc những người đạt số là nhào lại hỗ trợ cho những người chưa đạt số, thì lúc đó là cả team để đạt được. Thì như vậy cái tinh thần mà gắn kết đồng đội với nhau nó rất là máu lửa, rất là máu lửa. Thì như vậy thì khi mà chúng ta đưa ra được những cái luật chơi thì các anh chị cần phải thiết lập được những cái luật. Thứ nhất làm sao họ phải đạt được cái mục tiêu của họ, thứ hai đồng đội họ phải gắn liền với đồng đội, thì như vậy cái luật chơi của chúng ta nó sẽ tạo được cái sự phấn khích và hỗ trợ cho người khác rất là nhiều, và tạo được cái sự gắn kết cho đồng đội rất là cao. Dạ, nhớ 5 điều đơn giản. Thứ nhất là gì ạ? Phải có mục tiêu rõ ràng. Thứ hai là phải mục tiêu đó phải thách thức, và sau đó chúng ta phải cho thảo luận cùng với nhau. Chúng ta phải có những cái chính sách khen thưởng và công nhận, đo lường, đánh giá và khuyến khích tinh thần đồng đội. Rồi các anh chị nhớ 5 điều này để khi chúng ta bắt đầu một cái luật chơi của mình, à khi các anh chị đồng nhất được tư duy rồi bắt đầu các anh chị triển khai luật chơi, thì các anh chị sẽ triển khai từng bước như vậy, thì để đảm bảo được là tất cả mọi người sẽ tham gia giống như gọi là thiết kế cho cái luật chơi của đội ngũ của mình, để mà mọi người sẽ là người đồng chí hướng và cam kết cho cái luật chơi này. Ok, như vậy thì với vai trò là người lãnh đạo, vai trò là người quản lý, thì các anh chị phải có năng lực là người điều phối, đặt câu hỏi để tạo ra môi trường để mọi người phấn khởi tham gia vào cái game của mình thông qua một cái luật chơi mà chúng ta đưa ra, để mọi người ai cũng đưa chia sẻ được những cái ý kiến của mình, thì đó chính là cái sự sáng tạo sẽ được khởi sinh ra. Rồi các anh chị có đồng ý điều này không ạ? Nếu đồng ý thì các anh chị đánh vào ô chat số 5 đi ạ. Ok, tuyệt vời. Và để mà xây dựng được luật chơi rõ ràng thì bằng cách nào? Bằng cách là các anh chị phải có một cái ngân sách. Ngân sách cho cái game đó như thế nào? Và cái ngân sách đó sẽ xây dựng thành những cái chính sách và đưa thành cái KPI. Giống như hồi nãy chị Trúc có chia sẻ là một trong những cái khó khăn nhất là xây KPI cho những cái đơn vị gọi là gián tiếp, không phải là trực tiếp tạo ra doanh số. Thì giờ quay ngược lại, vậy để đạt được cái KPI, để có được những cái KPI thì chúng ta có những chính sách gì? Và chính sách đó nó phải nằm trong ngân sách. Tránh trường hợp là chúng ta ra một cái chính sách rất là trụ, rất là máu lửa, rất là một con số rất là hấp dẫn và cho mọi người tham gia cuộc chơi, nhưng cuối cùng khi đạt rồi mà công ty lại không có tiền để mà chi trả, hoặc là công ty chi trả xong rồi công ty bị lỗ, thì như vậy cuối cùng nó sẽ là không win-win cho cả đôi bên. À, để mà cho mọi người có thể tham gia được một cái luật chơi rõ ràng thì các anh chị phải luôn tính được cái ngân sách cho cái game này như thế nào. Cái ngân sách đó, từ cái cục ngân sách mà mình có rồi, bắt đầu mình mới chia ra chính sách, và cái chính sách đó bắt đầu chia nhỏ xuống cho cái KPI. Thì cái này nó sẽ giúp cho các anh chị sẽ có một cái cách bám dễ dàng, và người chủ doanh nghiệp cũng tự tin đưa ra được những cái phần khen thưởng đủ kích thích, nhưng nó nằm trong cái phần ngân sách, nó không vượt cái ngân sách mà mình không kiểm soát được. Ok, tránh trường hợp có nhiều công ty các anh chị mới đầu máu lắm, cho số nhiều tiền lắm, tới chừng đội ngũ đạt được xong rồi thì người chủ doanh nghiệp họ mới nghi ngờ, ê chết rồi, bây giờ chi nhiều quá thì công ty có tiền không, công ty có lời không, họ từ từ bắt đầu rụt lại. Thì như vậy chúng ta sẽ là những người phá vỡ cái luật chơi từ ban đầu luôn. À, các anh chị lưu ý khúc này, luật chơi đây mình nói là ở chơi không phải chỉ là những cái game chơi vui rồi thôi, nhưng mà nó chính là những cái chính sách mà để kích thích được đội ngũ để chạy được cái KPI. Mà muốn làm được điều đó chúng ta phải có một cái ngân sách thật sự rõ ràng, thật sự phải đủ rõ ràng. Nếu có dịp Rita sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái chuyên đề về tài chính mà hoạch định cái ngân sách dành cho doanh nghiệp như thế nào. Và khi mà mình hoạch định được cái ngân sách dành cho doanh nghiệp rồi thì chúng ta sẽ rất đủ tự tin để trích được những cái số tiền để tạo ra được những cái chính sách để kích thích được đội ngũ thông qua cái KPI, thông qua cái game của mình. Ok, thì các chị lưu ý khúc này giúp Rita ha. Mọi thứ mình đều phải có một cái khoản ngân sách mới ra chính sách, để ra KPI thì mới xây dựng một cái luật chơi rõ ràng và dễ dàng bám sát và không bị thay đổi bởi cái cảm tính của người chủ doanh nghiệp. Ok,
Rồi như vậy thì cái phương pháp đúng để giúp cho chúng ta có thể mà ra được một luật chơi thì chúng ta gồm có 6 bước để thiết kế và thực thi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích cái hiện trạng của doanh nghiệp của mình. Hiện trạng của chúng ta là gồm có 6 cái chìa khóa để xây dựng một cái đội ngũ chiến thắng, và cái thách thức và nguyên nhân của chúng ta là gì cho cái hiện trạng này với 6 cái chìa khóa. Thứ nhất là hiện nay các anh chị xem coi là đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp của chúng ta đang có vấn đề không, hay là cấp quản lý có vấn đề, hay là nhân viên có vấn đề, vấn đề nó từ đâu. Như vậy nếu mà mọi người cấp quản lý đều ok hết như vậy thì có phải là hiện nay mọi thứ chúng ta chưa diễn ra một cách trơn tru, chưa có một cái sân chơi để mà kích thích được đội ngũ, thì có phải chăng là cái mục tiêu của chúng ta đưa ra chưa đủ thách thức, chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ phấn khích, chưa đủ rõ ràng cho đội ngũ của mình hay không? Nếu có thì cái vấn đề đó là gì? Thì chúng ta sẽ ngồi phân tích từng cái chìa khóa một trong 6 cái chìa khóa này. Và như vậy có mục tiêu rồi, nhưng mà luật chơi có nghĩa là cái chính sách của mình nó không đủ rõ ràng. Khi mình kêu nhân viên cứ ráng làm đi, ráng bán hàng đi, ráng chạy số đi, rồi anh chị thưởng cho, thưởng là thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào, chính sách là gì, thì mình không có đủ rõ ràng thì cũng sẽ không tạo được cái sự phấn khích cho cái người chơi của mình. Rồi cái thứ tư là kế hoạch hành động. Chúng ta đưa ra cái kế hoạch mà hành động ngoài cái nguồn lực của chúng ta đang có thì thật sự nó khó có khả thi. Từ ban đầu mà chúng ta không phân tích cụ thể được, rõ ràng được, thì nó chúng ta đã bị fail trong cái quá trình mà chúng ta thực thi rồi. Và cái thứ năm, như vậy chấp nhận rủi ro cùng với nhau như thế nào, nếu thắng thì sẽ được gì, nếu thua thì cùng nhau chịu như thế nào. Thì nếu mà chúng ta có được những cái này một cách cụ thể thì tự nhiên mọi người sẽ cảm thấy rất là phấn khích. Có nhiều công ty mà khi đi ta có chinh đó, các anh chị chủ doanh nghiệp nói vậy nè, mình biết được là mình dự báo được, mình kiểm soát được những cái rủi ro của doanh nghiệp, của cái trận mà đấu với lại các đối thủ, thì mình nói với lại các bạn nhân viên, các em cứ đánh đi, các em cứ chiến hết mình với lại khách hàng đi, với đối thủ đi, rồi nếu được thì mình chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng, nếu thua lỗ chị chịu, anh chịu. Thì lúc đó nói một cái câu đó thôi thì đội ngũ ở dưới hừng hực để chiến đó các anh chị. Mình nếu mà chúng ta tính toán được cái sự rủi ro một cách rõ ràng thì khi mà chúng ta nói một cái câu thôi, các em cứ chiến đi, thua chị chịu, thua anh chịu, thì lúc đó đội ngũ sẽ chiến máu rất cực chiến luôn. Nhưng mà chúng ta có đủ tự tin mạnh mẽ nói câu đó hay không thì do mình phải kiểm soát được những cái rủi ro thông qua những cái chính sách, thông qua những cái ngân sách mà chúng ta hoạch định. Rồi cái thứ sáu là chúng ta làm sao để mọi người tham gia 100%, thì đó chính là đồng nhất cái tư duy mà nãy giờ chị Rita đã chia sẻ. Thì các anh chị cần phải phân tích cái hiện trạng của doanh nghiệp mình với 6 cái chìa khóa này, chúng ta đang bị ở chìa khóa nào và chúng ta cần phải cải thiện ở chìa khóa nào, và chúng ta cần phải có tập trung, cần phải tập trung tại mỗi thời điểm một chìa khóa đó là gì. Các anh chị lưu ý ha, từng một thời điểm một cái chìa khóa thôi, không triển khai quá nhiều thứ làm cho đội ngũ rối ren, khó triển khai và cảm thấy phức tạp. Rồi và sau đó khi mà có được mục tiêu rồi, xác định được cái chìa khóa chúng ta thực hiện rồi, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái ý tưởng để làm sao để thực hiện được điều này, làm sao để thực hiện được điều kia, sân chơi của chúng ta là gì, game hóa của chúng ta như thế nào, thì chúng ta cùng nhau thảo luận trong đội ngũ của mình để chúng ta phát triển được cái trí tuệ tập thể cho đội nhóm của mình. Ok. Và cái thứ tư là kế hoạch chi tiết. Kế hoạch chi tiết cho người chơi, người chơi phải tham gia kế hoạch như thế nào, luật chơi là gì, phần thưởng làm sao, giống như hồi nãy mình đã chia sẻ rồi. Và sau bước thứ năm là thực thi, chạy. Đầu tiên là chạy thử, đo lường xem, điều chỉnh phù hợp và kỷ luật. Kỷ luật thực sự nghiêm với cái kỷ luật, luật chơi của chúng ta đưa ra là chúng ta phải thực sự kỷ luật với cái luật của mình, tránh trường hợp là đối với vài người chủ doanh nghiệp là tính ai á, đôi khi hay thay đổi hay là S á, là hay bị mềm lòng, thì chúng ta cần phải thực sự nghiêm khắc cái luật chơi của mình. Nếu chúng ta cảm thấy với vai trò chúng ta là leader, chúng ta không thể nào kiểm soát được luật bởi vì cái tính cả nể của mình, thì các anh chị phải tìm được một người trong đội ngũ của mình, người nào cảm thấy mạnh mẽ, gọi là cái tính đi quyết đoán và bám sát được cái luật chơi, thì các anh chị đưa cái kiểm soát luật đó cho người đó để thực hiện, thì như vậy thì luật chơi của chúng ta mới không bị phá vỡ trong cái quá trình chúng ta chơi. Và vinh danh từng chặng một, mỗi một chúng ta có bao nhiêu chặng
chặng, và mỗi một chặng chúng ta sẽ dừng lại để vinh danh, để những người mà chưa đạt được cái mức đó thì họ sẽ cố gắng nỗ lực để đạt được. Và chúng ta truyền thông liên tục để tạo được cái khích phấn khích, gọi là thu hút và truyền lại cái cảm hứng cho những người đang chơi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tổng kết ghi danh và khởi động những cái game mới liên tục. Như vậy thì 12 cái ý tưởng game này đó chính là gì? Một là chúng ta sẽ xem coi là chúng ta có cần cải tiến và học hỏi thêm một cái điều gì đó hay không, thì chúng ta đưa ra cái game là cải tiến học hỏi trong cái quá trình mà mình đang làm việc. Mỗi người trong một ví dụ, giống như mình đưa ra một cái game là trong quý này người nào đưa ra nhiều nhiều cái cải tiến mà được chấp thuận hoặc là được đưa vào ứng dụng trong cái quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì người đó được hưởng, thì đó cũng chính là một cái game. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ 5S mọi thứ. Như vậy thì 5S trong quy trình sản xuất như thế nào, 5S trong bán hàng như thế nào, 5S trong marketing như thế nào, 5S trong bộ phận back office làm sao, thì chúng ta sẽ có thể triển khai một cái game gọi là 5S. Rồi cái thứ ba là Fireway. Chúng ta có thể triển khai Fireway mọi phòng ban. Và ví dụ giống như đầu tiên các anh chị chưa làm được Fireway thì các anh chị sẽ xem coi là đưa ra một cái game là phòng ban nào mà đo lường được các chỉ số Fireway trong một quý cụ thể chi tiết thì có thể gọi đó là chiến thắng. Rồi tới giai đoạn thứ hai là ứng dụng Fireway để phát triển, để tăng cường được cái doanh thu lợi nhuận hay hiệu suất làm việc, thì chúng ta là đó là người chiến thắng. Thì cái đó nó cũng là một cái game để chúng ta đưa ra một cái sân chơi để mọi người kích thích cùng với nhau. Rồi cái thứ tư là chúng ta kiến tạo cái bộ gen, giống như là các anh chị đang tham gia cái bộ gen của mình trình bày cho mọi người và mọi người cảm thấy phấn khích với bộ gen của mình, thu hút với bộ gen của mình, thì chúng ta cũng tạo được cái sân chơi như vậy. Thứ năm là luật chơi, rồi săn lùng những khoảnh khắc wow. Cái săn lùng khoảnh khắc wow này cũng hay lắm các anh chị. Các anh chị tạo ra một cái game là bây giờ để tăng cường cái truyền thông marketing về nội bộ của mình trên các trang mạng social, thì các chị đưa ra một cái game là các bạn hãy chụp những cái khoảnh khắc của đội ngũ của các bạn đồng nghiệp mà chúng ta chia sẻ ra và viết thành một cái câu chuyện và để thu hút được nhiều người về cái bài của mình, thì đó cũng là những người chiến thắng. Thì các anh chị cũng có thể đưa ra một cái game như vậy. Rồi mỗi nhân viên có một cái trợ thủ AI, ví dụ giống như bây giờ mà có rất là nhiều cái gọi là xu hướng về AI, thì ai đang sử dụng AI tốt nhất, thì các anh chị có thể đưa ra những cái game như vậy ha. Rồi cái số 8 là hòa hợp giữa hiện hiện đại và truyền thống. Ví dụ như hiện hiện đại là chúng ta sẽ phát triển là cái gì, giữ lại truyền thống như thế nào, vẫn thấy được những cái nét đặc sản của doanh nghiệp của mình, thì các anh chị sẽ đưa ra được những cái game như vậy. Số 9 là team up, là kích thích năng lượng và những cái giống như là tạo được cái sự gắn kết rồi cái năng lượng cùng với team với nhau thông qua một cái game. Ví dụ là mỗi buổi sáng, ví dụ mình đưa ra một cái chương trình là mỗi một buổi sáng mỗi một team đều sẽ thực hiện chia sẻ về điều thú vị trên cái group chung của công ty, thì đó mà đội nào mà liên tục trong một tháng đều làm đầy đủ hết thì đội đó sẽ là người chiến thắng. Thì có thể mình đưa ra như vậy một cách nhẹ nhàng thôi, bởi vì khi chia sẻ điều thú vị, người khác đọc điều thú vị thì mình cũng cảm thấy thú vị theo, thì đó cũng là lan tỏa được cái năng lượng của mình. 11 là diễn đàn tham vấn, như mình tạo ra một cái diễn đàn mọi người chia sẻ kinh nghiệm, bài học, những cái trận thắng trận thua khi ra chiến trường như thế nào, đã trở thành một cái trang landing page hoặc là một cái trang mạng social của nội bộ của mình để cùng chia sẻ với nhau, thì qua đó chúng ta cũng sẽ học hỏi rất là nhiều. Và khi mà các anh chị làm tốt cái diễn đàn tham vấn này nè, nó sẽ có một cái lợi là khi mà các anh chị có được những cái đợt tuyển dụng những người mới vào, họ đọc những cái bài học thông qua những cái diễn đàn này thì họ cũng sẽ hiểu hơn và họ cũng có nhiều cái bài học hơn thông qua các hoạt động của công ty của mình, mà chúng ta không cần phải dành quá nhiều thời gian để đào tạo trực tiếp. Rồi số 11 là kiến tạo trải nghiệm của nhân viên. Ví dụ nhân viên khi mà làm việc ở công ty của chúng ta, những công ty nào mà chơi 10 năm, các anh chị sẽ thực hiện một cái game là chia sẻ cảm nghĩ của mình về công ty, thì mà bài viết mà post lên trong social của nội bộ mà được nhiều người đánh giá điểm cao thì bài đó cũng sẽ là được là một cái bài để mà chiến thắng, thì các anh chị cũng sẽ xem
được là cái nỗi lòng, những cái cảm xúc, những cái tình cảm mà đội ngũ đang dành cho công ty như thế nào. Thông qua những cái chia sẻ của họ thì các anh chị cũng sẽ thấy được là cái giá trị văn hóa hoặc là cái môi trường của mình đã tạo ra được những cái giá trị như thế nào cho đội ngũ của mình, thì động lực của người chủ nó sẽ tăng lên rất là nhiều để xây dựng một cái doanh nghiệp phát triển và trường tồn. Và thứ hai là nhà nhà bán hàng, cái game mà nhà nhà bán hàng là người người bán hàng trong doanh nghiệp để tạo được cái sự phấn khích rất là hay luôn. Kể cả một cô tạp vụ hay là một chú bảo vệ cũng là những người đi bán hàng những cái sản phẩm của doanh nghiệp của mình, thì đó là một điều rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Thì đây chính là những cái bước mà chúng ta sẽ thiết lập ra được một những cái sân chơi để đảm bảo được mọi người sẽ cùng chơi, và những cái luật chơi chúng ta sẽ cùng với nhau để mà phối hợp để thực hiện được những cái mục tiêu chung, để tạo ra một cái sân chơi đầy ý nghĩa cho đội ngũ để giúp kích thích được cái hiệu suất lao động cùng với nhau. Thì đây chính là những cái bài chia sẻ ngắn gọn của Rita đến với tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay, hy vọng là đem lại được nhiều cái giá trị cho các anh chị. Thì các anh chị thấy rằng qua cái bài này các anh chị nhận được bài học thú vị là gì, hoặc là các anh chị có câu hỏi là gì thì các anh chị có thể raise hand lên. Còn anh chị nào không tiện raise hand để chia sẻ thì các anh chị có thể đánh vào ô chat một điều thú vị, một bài học hoặc là một điều các anh chị có thể ứng dụng ngay trong doanh nghiệp của mình là gì, thì các anh chị có thể đánh vào ô chat giúp Rita đi ạ. Ok, các anh chị có câu hỏi gì thông qua cái bài mà Rita chia sẻ không ạ? Các anh chị có nghĩ rằng là mình có thể về để mà thực hiện, và về để thực hiện được cái luật chơi cũng như cái game hóa, hoặc là về mình có thể chia sẻ định vị đồng nhất lại cái tư duy cho đội ngũ của mình không ạ? Dạ. Ok, áp dụng ngay một game công ty tuyệt vời. 12 cái ý tưởng của game, dạ. Rồi, các chị có câu hỏi nào không ạ? Như vậy thì qua buổi tối ngày hôm nay thì chắc chắn là anh chị sẽ bắt đầu là hình dung được là chúng ta sẽ định vị là tạo ra một cái môi trường và đồng nhất cái tư duy của đội ngũ như thế nào, và bắt đầu chúng ta thiết lập những cái game và đưa ra những cái luật chơi để đảm bảo rằng cho tất cả mọi người tham gia cái luật chơi của mình. Các anh chị có đồng ý không ạ? Các anh chị thiết lập cái game chơi, luật chơi, mà có bất kỳ câu hỏi gì các anh chị có thể nhắn cho Rita, Rita có thể tham vấn cho các anh chị. Rita bày rất nhiều cái game cho nhiều doanh nghiệp mà Rita đang có chinh rất là vui, rất là hào hứng luôn đó các anh chị. Ok, nếu các anh chị không có câu hỏi gì hoặc là muốn chia sẻ riêng với Rita thì các anh chị cứ nhắn nha. Và bây giờ xin chuyển lại mic cho Kaka để tiếp tục các anh chị lắng nghe những cái bộ gen thú vị của hai diễn giả trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều.